bạn yêu thích những chiếc xe nhanh và hiện đại. Tôi cũng thế. Chúng ta cùng tìm hiểu sâu hơn về xe cơ bắp của Mỹ những năm 1960 và 1970 đã khai sinh ra cảnh xe hơi cơ bắp của Mỹ, một thú tiêu khiển yêu thích của người Mỹ dành cho những ai thích tìm hiểu. Khí thải và các quy định khác sẽ chế ngự những chiếc xe cơ bắp vào những năm 1980. Nhưng những con quái vật già cỗi trên đường này vẫn đi kèm với một số câu chuyện đáng ngạc nhiên cũng như một số mã lực đáng ngạc nhiên và như mọi khi, hoàn toàn tệ hại. Vậy 17 chiếc xe cơ bắp tồi tệ nhất của nước Mỹ bạn biết ngay sau đây. 1. 1966 Plymouth Barracuda. Barracuda là một chiếc xe tồi tệ với khả năng tăng từ 0 lên 60 trong vòng chưa đầy 10 giây nhờ động cơ 235 mã lực. Mặc dù hiện tại có khá nhiều mẫu xe cơ bắp thế hệ đầu tiên rất khó mua, nhưng 66 Barracuda không phải là một trong số đó. Heming báo cáo rằng có thể lấy được cá nhồng thế hệ thứ nhất một cách tương đối dễ dàng. Những chiếc Barracuda có ngoại hình đặc biệt nhờ cấu hình nặng, thấp và cửa sổ sau lớn mang đến vẻ ngoài tương lai cho chiếc xe cổ điển này. Barracuda thế hệ đầu tiên là phiên bản sửa đổi của Plymouth Valiant, đôi khi chúng còn được gọi là Valiant Barracuda, và có động cơ yếu hơn ít nhất là đối với một chiếc xe cơ bắp chạy ít hơn 150. Mã lực. Sự thật nhanh, có một sự khác biệt giữa Barracuda và Cuda, với cái sau là một chiếc xe hiệu suất hơn. Cuda lần đầu tiên xuất hiện vào năm 1969 và có động cơ 330 mã lực. 2. 1966 Shelby GT350 Mustang. Shelby GT350 huyền thoại 1965 là một cỗ máy hiệu suất cao nghiêm túc. Trên thực tế, một số người mua ngay từ năm đầu tiên đã cảm thấy những chiếc xe này hơi quá khó tính. Và cùng lúc đó Shelby đang giáo diết cắt giảm chi phí. Vì vậy, vào năm 1966, Shelby đã thay thế, xóa hoặc làm tùy chọn một số tính năng hiệu suất cao đặc trưng của xe như giảm sóc Koni có thể điều chỉnh, mui xe bằng sợi thủy tinh, cửa xả bên hông chảy tự do và lớn, và khóa vi sai phía sau Detroit Locker hoàn toàn. Thực tế nhanh, nhưng nếu bạn kiểm tra bản in đẹp có một tùy chọn bộ tăng áp Paxton có sẵn cho năm 1966. Tùy chọn $700 được tuyên bố sẽ tăng công suất 306 mã lực của 289 xít V8 lên 46%. Đó có lẽ là một chút hào phóng, nhưng nó vẫn là một bộ bổ sung sức mạnh tuyệt vời. Tuy nhiên, bộ siêu nạp có giá gần 1/4 giá ban đầu của chiếc xe và chỉ có 12 khách hàng sẵn sàng trả tiền. 3. 1968 Ford Mustang Shelby GT500. Hai năm đầu tiên của Carroll Shelby Mustang là điều đáng mơ ước nhất đối với nhiều người theo chủ nghĩa thuần túy Mustang. Những chiếc GT350 năm 1965 và 1966 đó nhẹ kiểu dáng đơn giản và hoàn hảo cho công việc đường đua. Nhưng những chiếc xe sau năm 1967 và 1968 mang đến nhiều niềm vui hơn dưới mui xe và là cỗ máy được lựa chọn nếu bạn muốn giành chiến thắng trong các cuộc đua drag. Lần đầu tiên, GT500 Shelby 67 đến 68 đi kèm với sức mạnh phân khối lớn 355 mã lực 428 inch khối dưới mui xe. Những người thử nghiệm ô tô trong ngày đã thấy thời gian 1/4 dặm trượt trong khung 14 giây từ trung bình đến thấp nhanh trong ngày. Shelby Mustang nhận được nhiều muỗng và kiểu dáng hào nhoáng hơn những chiếc xe cũ để phù hợp với công suất và mô men xoắn mới được tìm thấy. Và mẫu xe hiệu suất cao KA King of the Road thậm chí còn nhanh hơn cũng đã có mặt vào năm 1968. Thực tế nhanh, những chiếc Shelby Mustang năm 1967 sử dụng đèn đuôi Mercury Cougar. Nhưng các mẫu xe năm 1968 sử dụng đèn từ Ford Thunderbird 66. 4. Dodge Challenger SRT Hellcat Redtail. Con quái vật này là chiếc Challenger Dodge mạnh nhất tạo ra. Mô hình cơ sở năm 2020 trong hình sẽ khiến bạn mất khoảng $70,000 để bắt đầu. Dodge giới thiệu Challenger vào năm 1969, với Hellcat được giới thiệu sau đó nhiều vào năm 2015. Redtail có một cú đấm mạnh mẽ và có thể vượt qua 1/4 dặm trong 10,8 giây. Và khi chúng tôi nói mạnh mẽ, chúng tôi có nghĩa là mạnh mẽ. Redtail nặng tới 4,514 pound, nhưng vẫn có thể vận chuyển nhờ động cơ 797 mã lực.
phần tốt nhất, bạn sẽ có được vẻ ngoài tuyệt đẹp của một chiếc xe cổ điển với các tiện nghi và tính năng hiện đại mà chúng tôi biết và yêu thích. Sự thật nhanh chóng, những kẻ thách thức vẫn được yêu thích trong số những người đam mê xe nghiệp dư và cả đời. Những mẫu có giá trị nhất là những chiếc được sản xuất từ năm 1970 đến 1974. Với một số chiếc được bán lên tới 6 con số, không quá tồi tệ đối với một công ty khởi đầu là một nhà sản xuất xe đạp. Năm 1969, Dodge Super BA12 Super B về cơ bản là một phiên bản hiệu suất cao của Dodge. Năm 1968, B đạt tiêu chuẩn với động cơ V8 383 xít hoặc quái vật huyền thoại 426 xít Hemi. Nhưng đến nửa năm của mẫu xe 1969, Dodge đã cung cấp chiếc 440 xít Six Spark 3, hai bộ chế hòa khí. Được biết đến với tên gọi nội bộ là mã tùy chọn A12. Nó mang một chiếc mũ trùm đầu bằng sợi thủy tinh màu đen mờ, có thể nâng ra với một phần cạp lớn hướng về phía trước. A12 Super B sản sinh công suất 390 mã lực và momen xoắn cực đại. Và đó là thông số momen xoắn giống như Hemi. Vì vậy, bạn đã nhận được lực đẩy gần như tương tự trong một gói hàng có thể đường phố hơn và ở mức giá thấp hơn. Thực tế nhanh, chiếc A12 Super B được trang bị 6 gói đã được lắp ráp lần cuối bởi một nhà cung cấp bên ngoài có tên là Creative Industry ở Detroit. 100 chiếc đầu tiên được chế tạo với số lượng 383 Coronet tại nhà máy lắp ráp Chrysler và sau đó được chuyển đến Creative để lắp đặt động cơ 440 six-pack cùng với một số tính năng dành riêng cho A12. Và 100 chiếc động cơ phân khối lớn đầu tiên được trang bị ống nạp nhôm Edelbrock. Sau khi các động cơ nhận được trạng thái sản xuất thường xuyên, chúng được lắp đặt tại nhà máy với cửa hút bằng nhôm đúc của Chrysler. 6. Năm 1969 đến năm 1971, Baldwin Motion Faber GT Corvette. Baldwin Motion là bộ điều chỉnh Corvette đầu tiên và những cỗ máy mà công ty tạo ra đã trở thành huyền thoại. Baldwin Chevrolet, một đại lý ở Baldwin, New York, sẽ giao những chiếc Corvette mới tới cửa hàng tốc độ Motion Performance của Joe Rosen để sửa đổi. Motion sẽ chế tạo những chiếc Corvette đặc biệt sản xuất hàng loạt này theo đơn đặt hàng. Vào cuối năm 1968, ước mơ của Rosen là chế tạo một chiếc xe thể thao GT toàn Mỹ mới, nhanh và đủ chức năng. Faber GT được thiết kế theo phong cách bắt mắt là một điều đáng kinh ngạc. Nó có cửa sổ lùi phía sau độc đáo, hệ thống treo hiệu suất và lên tới 600 mã lực được điều chỉnh từ động cơ V8 phân khối lớn 427 xít hoặc 454 xít. Mặc dù một chiếc Motion Vet đã nhận được một động cơ LT1 350 xít V8 nhỏ hơn. Thực tế nhanh, khi cha đẻ của chiếc Corvette, kỹ sư trưởng Zora Arcus Dantop, bắt gặp hoạt động của họ, đó có thể là một tin xấu cho Motion. Thay vào đó, khi Dantop lần đầu tiên nhìn thấy chiếc GT khi ra mắt tại triển lãm ô tô quốc tế New York 1969, ông đã chúc phúc cho chiếc máy. Theo Marty Scorr, người đã làm việc chặt chẽ với Rosen trên những chiếc xe, Dantop nói: "Tôi thực sự thích chiếc Corvette của bạn, Joe. Thật không may, chúng tôi không thể làm những gì bạn làm. Chỉ có 12 chiếc được chế tạo từ năm 1969 đến năm 1971. 7. 1969 AMX-3 là một thiết bị kỳ lạ có động cơ đặt giữa tuyệt đẹp. Sự phát triển của nó là một nỗ lực hợp tác quốc tế giữa một nhóm AMC do đích tích trưởng bộ phận thiết kế Ethan Design, kỹ sư người Ý Giotto Bizzarini dẫn đầu, và thậm chí một số công việc đã được thực hiện bởi BMW. Chiếc xe thể thao nặng 3.300 pound này được trang bị động cơ AMC 390 xít V8, công suất 340 mã lực và được hỗ trợ bởi hộp số sàn 4 cấp. Theo báo cáo, nó có thể tăng tốc lên 60 dặm một giờ chỉ trong hơn 5 giây và đạt mức cao nhất 170 dặm một giờ, con số chắc chắn vào thời điểm đó. Nhưng chiếc máy này chưa bao giờ chính thức đến được các showroom của AMC, một phần là do giá thành. Nó sẽ yêu cầu một mức giá dán được báo cáo là gần $15,000 và chỉ vài nghìn đô la so với Miura của Lamborghini. Thực tế nhanh, 6 nguyên mẫu của chiếc xe này đã được chế tạo cộng với một chiếc xe có bộ phận thứ 7 được đồn đại và một số trong số chúng được đưa vào nhà để xe tư nhân. Những chiếc AMX-3 còn sót lại này trông giống những chiếc xe sản xuất hơn là nguyên mẫu.
và một trong số chúng đã được bán trong một cuộc đấu giá vào năm 2017 với giá gần 900.000 đô la. 8. 1984 Chevy Corvette thế hệ thứ 3 của xe thể thao Mỹ. Corvette đã có một thời gian dài khó tin, 1968 đến 1982. Vì vậy, khi GM ra mắt C4 Corvette thế hệ tiếp theo, đã có rất nhiều đồn đoán về chiếc xe này. Một số dự đoán nó sẽ sử dụng khung gầm kiểu mid-engine, giống như một chiếc xe kỳ lạ của Ý, và những người khác cho rằng nó có thể sử dụng động cơ quay, giống như của Mazda. Cuối cùng, chiếc Corvette tiếp theo không phải là triệt để. Nó vẫn có một chiếc Chevy V8 phân khối nhỏ phía trước dẫn động bánh sau. Năm đầu tiên, nó đạt công suất 205 mã lực ít ỏi. Nhưng sau khi chuyển sang hệ thống phun nhiên liệu có cổng điều chỉnh mới trong những năm sau đó, mã lực đã tăng vọt và hiệu suất cũng vậy. 5 năm sau, Chevy ra mắt chiếc Corvette siêu hiệu suất đầu tiên kể từ những năm 1960, ZA1-375 mã lực. Thông tin nhanh, không có chiếc Corvette 1983 nào được sản xuất. Mặc dù năm 1982 là năm cuối cùng của Corvette thế hệ thứ 3, nhưng Chevy quyết định đợi đến năm 1984 để tung ra chiếc xe hoàn toàn mới. Tại sao? Một số nguồn cho rằng các quy định chặt chẽ hơn về khí thải đòi hỏi nhiều thời gian hơn để phát triển. Những người khác nói rằng chất lượng trục trặc tại nhà máy là lý do thực sự. Tất cả những gì chúng ta biết là mọi nguyên mẫu Corvette năm 1983 đều bị phá hủy, ngoại trừ một chiếc ô tô màu trắng hiện đang được đặt tại Bảo tàng Corvette Quốc gia ở Bowling Green, Kentucky. 9. 1969 Dodge Charger Daytona. Dodge Daytona 1969 và người anh em của nó, 1970 Plymouth Superbird, được cho là những phương tiện cấp tiến nhất xuất hiện sau cuộc chiến xe cơ bắp. Nhưng Daytona, như cái tên có thể gợi ý, không được thiết kế cho các cuộc đua đường phố. Nó được chế tạo để giành chiến thắng trong các cuộc đua NASCAR trên đường siêu tốc, đường dài nhất và nhanh nhất. Từ kho lưu trữ quận nhanh nhất ở Mỹ để tăng tốc độ tối đa. Các kỹ sư đã đưa bộ sạc vào đường hầm gió. Những sửa đổi khí động học cho chiếc Dodge lớn bao gồm cánh gió sau cao gần 2 mét, cửa sổ sau phẳng và mũi nón dài hơn, dốc hơn. Kết quả thật ấn tượng. Phiên bản đua của Daytona đã trở thành chiếc xe đầu tiên trong lịch sử NASCAR vượt qua tốc độ 200 dặm một giờ. Sau nhiều chiến thắng của Dodge vào năm 1969 và một số của Plymouth vào năm 1970, cuốn sách quy tắc mới của NASCAR đã cấm những chiếc xe này. Những chiếc xe sản xuất bao gồm 440 phân khối lớn hoặc 426 Hemi huyền thoại là những chiếc xe được các nhà siêu tập săn lùng hiện nay mang về hơn 150.000 đô la Mỹ tại các cuộc đấu giá. Thực tế, nhanh những sửa đổi khí động học của Daytona so với bộ sạc tiêu chuẩn đã giúp giảm hệ số cản xuống 0,28, một con số tuyệt vời ngay cả theo tiêu chuẩn ngày nay. Nhưng cánh phía sau khổng lồ đó có thực sự cần phải cao như vậy để tối đa hóa lực xuống phía sau không? Theo truyền thuyết, không. Lý do cho chiều cao phóng đại của cánh là để cốp xe trên những chiếc xe sản xuất có thể vượt qua bên dưới nó và mở hoàn toàn. 10. 1965 Pontiac Catalina 2+2 phiên bản GTO hiệu suất cao của Pontiac Tempest được nhiều người coi là chiếc xe cơ bắp nguyên bản và nó đã tạo thêm sức nóng nghiêm trọng cho dòng sản phẩm của nhà sản xuất ô tô cho năm 1964. Năm sau, Pontiac quyết định thực hiện điều kỳ diệu đó trên những chiếc xe lớn hơn của mình bằng cách giảm một chiếc 338 mã lực 421 phân khối V8 vào thân xe lớn hoàn toàn mới Catalina để tạo ra mô hình hiệu suất 2+2. Đó là một cái tên khủng khiếp nhưng là một cỗ máy thú vị, đặc biệt nếu bạn chi thêm vài đô la và nâng cấp lên 421 ho, công suất 376 mã lực. Các trung tâm 2+2 rộng 8 vấu được sử dụng nổi tiếng và bao gồm hệ thống treo mạnh mẽ hơn, ghế xô, bộ chuyển số Hertz và huy hiệu đặc biệt. Thực tế, nhanh những chiếc xe hiệu suất cao mà Pontiac cung cấp cho báo chí ô tô trong những năm 1960 đã được gửi đến Royal Pontiac ở Royal Oak, Michigan trước khi đến tay các nhà văn. Royal là một đại lý, nhưng nó cũng là một cửa hàng điều chỉnh cung cấp các bộ phận tốc độ được Pontiac phê duyệt cho khách hàng của mình.
và có khả năng một số bộ phận tốt nhất đã kết thúc trên những chiếc Pontiac này vì Catalina 2+2 đã được KN Driver thử nghiệm vào thời điểm đó, không chỉ có thể đạt 60 dặm một giờ trong 3,8 giây và sạc qua 1/4 dặm trong 13,8 giây, mà nó chạy nhanh hơn một đường đua so với chiếc Ferrari mà tạp chí đã sử dụng trong bài kiểm tra so sánh đó. Thật an toàn khi nói rằng không có Catalina 2+2 được trang bị tại nhà máy nào có thể lặp lại kỳ tích đó nếu không có một số bộ phận tốc độ của Hoàng gia. 11. Năm 1970, Oldsmobile 442442 lấy tên từ bộ chế hỏa khí 4 nòng, hộp số sàn 4 cấp và ống xả kép dựa trên Cutlass và trở thành cỗ máy cơ bắp nóng bỏng cho bộ phận Oldsmobile. Nó đã chia sẻ nền tảng của mình với hai cỗ máy GM hot khác là Chevy Silverado SS và Pontiac GTO. Và giống như GTO, 442 chỉ là một mức độ nhỏ vào thời điểm ban đầu. Nhưng đến năm 1970, bạn có thể có được một chiếc V8 phân khối lớn 455 inch khối. Và khi được trang bị các bộ phận W30 thậm chí còn mạnh mẽ hơn, động cơ tạo ra công suất 360 mã lực và mô men xoắn khổng lồ. Nó có thể đạt tốc độ 60 dặm một giờ trong vòng chưa đầy 6 giây, thời gian rất nhanh, đặc biệt là đối với người già. Thực tế nhanh, nam diễn viên James Garner đã đua chiếc O442-1970 tăng cường ở giải NOAA Mexico 1000 tiền thân của Baja 1000, nơi nó giành vị trí thứ 2 trong lớp Goodyear Grabber, như nó đã được biết đến. Được chế tạo bởi bậc thầy về xe đua Baja huyền thoại Vic Hickey và được tài trợ bởi lốp xe Goodyear. Xe vừa được phục chế và giao bán. 12. 1978, Pontiac Firebird Trans Am vào cuối những năm 1970. Hiệu suất của xe cơ bắp chỉ là cái bóng mờ so với những năm trước đó. Các biện pháp kiểm soát khí thải mới nhất kết hợp với giá xăng cao và chi phí bảo hiểm tầng bình lưu đã khiến hầu hết các nhà sản xuất ô tô giảm mã lực một cách nghiêm trọng. Nhưng không phải Pontiac, Chanum đã tạo ra một làn sóng nổi tiếng mới kể từ khi đóng vai chính trong bộ phim Smokey and the Bandit. Đối với năm mô hình 1978, Pontiac đã thêm vào sự phấn khích bằng cách thực sự tăng mã lực của Trans Am cấp cao nhất của mình từ 200 lên 220. Thương hiệu cũng phát triển một gói xử lý đặc biệt có tên WS6. Bổ sung hệ thống treo thể thao, rộng hơn 8 bánh xe in, lốp mới và tay lái nhanh hơn. Kết quả là Pontiac Chanum thực sự nhanh hơn và xử lý tốt hơn trên đường đua so với Chevy Corvette. Thông tin nhanh mái che chữ T của Pontiac lần đầu tiên trở thành một lựa chọn vào năm 1976, gần bằng với việc người mua có thể nhận được một chiếc Trans Am mui trần. Những phần mái nâng da này ban đầu được làm bởi Hurst và được gọi là Hurst Hatch. Vấn đề là chúng bị rò rỉ. Điều này khiến Pontiac phát triển áo phông của riêng mình trong bộ phận cơ thể Fisher của GM và tung ra tùy chọn này vào giữa năm mẫu 1978. Vì vậy, một số Firebird 78 có áo chữ T Hurst và một số khác có đơn vị Fisher. Bạn có thể nhận ra sự khác biệt vì các tấm mái bằng kính Fisher lớn hơn các tấm Hurst Hatch. 13. 1969, Ford Mustang Boss 429 vào cuối những năm 1960 và đầu những năm 1970, NASCAR đang ở thời kỳ hoàng kim. Các nhà sản xuất ô tô đã coi trọng việc kinh doanh xe đua cổ và sẽ tạo ra động cơ và thân xe cho những cuộc đua thường quá hoang dã trên đường phố. Tất cả những gì các nhà sản xuất ô tô cần làm là bán 500 chiếc ô tô cấp tiến này và họ có thể chạy chúng ở NASCAR. Boss 429 Mustang là một con quái vật như vậy. Mặc dù Mustang không cạnh tranh ở NASCAR, động cơ V8 375 mã lực 429 phân khối dưới mui xe của nó được thiết kế dành riêng cho xe đua và được chế tạo để quay tới 6.000 vòng một phút. Vấn đề là, động cơ này không hoạt động tốt trên đường phố. Nó chậm hơn những chiếc Mustang phân khối lớn khác vào thời điểm đó. Chiếc V8 gắn trên NASCAR có kích thước khủng khiếp và không vừa với khoang động cơ của Mustang. Vì vậy, Ford đã ký hợp đồng với Cargrab ở Brighton, Michigan để giải quyết công việc. Công ty đã di rời các tháp giảm sóc, mở rộng đường ray của phần đầu xe bằng cách sử dụng các thành phần độc đáo. Di rời pin vào thùng xe và trang bị một bộ trợ lực phanh nhỏ hơn, tất cả để nhường chỗ cho động cơ quái thú này phù hợp với Mustang. Ngày nay,
Sự hiếm có và bí ẩn đằng sau Boss 429 đã đẩy giá trị trong phiên đấu giá vượt quá 200.000 đô la. Sự thật nhanh, đó thực sự là ba động cơ 429 khác nhau được lắp đặt trong Boss 429 từ năm 69 đến 70. Mã SH Core đã được lắp trên những chiếc xe đời đầu và chứa đầy các bộ phận phục vụ cho cuộc đua. Nhưng S-Code có vấn đề về bảo hành, được cho là do quy trình lắp ráp không chính xác. Vì vậy, T-Code với các bộ phận nhẹ hơn đã được sử dụng trong một số xe hơi. Phiên bản A-Code sau này của 429 được trang bị thiết bị chống khói và hệ thống van mới. Đã xuất hiện vào cuối quá trình sản xuất. 14. 1970 Chevy Savage LS6 khi GM nới lỏng quy tắc lâu đời của mình về việc cấm lắp động cơ lớn hơn 400 inch khối trên xe ô tô hạng trung. Nó đã gây ra một cơn sốt cơ bắp trên khắp các bộ phận của công ty. Oldsmobile đã đưa chiếc 455 inch khổng lồ vào chiếc 442 của mình và Chevy đã lắp đặt một chiếc V8 454 inch độc đáo LS6 vào chiếc Savage SS của mình. Một ước tính thận trọng về sức mạnh của LS6 cho thấy nó ở mức 450 mã lực và mô men xoắn. Nhưng nhờ tỷ lệ nén cao 11,25:1 và các Holley 780 CFM khổng lồ, công suất thực của LS6 trong Savage SS đã đạt gần 500 mã lực, nhiều chuyên gia khẳng định. Những người bạn của chúng tôi tại KN Driver đã thử nghiệm một chiếc vào năm 1970 và thấy nó đạt tốc độ 60 dặm một giờ chỉ trong 5,4 giây, chạy hết 1/4 dặm trong 13,8 giây. Và đó là với những chiếc lốp có độ bám thấp ngày nay, cùng một chiếc xe với cao su hiện đại sẽ nhanh hơn nhiều. LS6 mang mã lực xuất xưởng cao nhất trong tất cả các mẫu xe cơ bắp. Thực tế nhanh, Chevrolet Corvette luôn là chiếc xe hiệu suất hàng đầu của Chevy. Và cho đến tận LS6, GM sẽ không cho phép bất kỳ chiếc Chevy nào khác có công suất mã lực cao hơn Corvette. Nhưng bằng cách nào đó, lập trường đó đã được nới lỏng trong năm 1970, động cơ có mã lực cao nhất mà bạn có thể nhận được trên một chiếc Corvette 1970 là chiếc LS5 454. Một chiếc LS7 được lên kế hoạch với công suất 465 mã lực nhưng nó chưa bao giờ được bán chính thức. Vậy tại sao không có LS6? Một chiếc Corvette LS6 đã được cung cấp vào năm 1971. Nhưng hiệu lực của nó đã giảm ít nhất là chính thức xuống còn 425 mã lực. 15. 1969 Pontiac GTO dắt Pontiac sở hữu cành cơ bắp vào đầu những năm 1960. Trên thực tế, Pontiac GTO 1964 được nhiều người coi là chiếc đầu tiên của giống chó này. Nhưng đến năm 1968, chiếc xe đó đã có nhiều sự cạnh tranh. Ý tưởng của Pontiac là tạo ra một phiên bản GTO rẻ hơn với động cơ 350 phân khối nhỏ hơn, được gọi là ET, cho thời gian trôi qua, một thuật ngữ đua xe kéo. Ông chủ John Delorean của Pontiac không thích ý tưởng đó. Đối với anh ta, không GTO nào có thể có một động cơ nhỏ như vậy. Thay vào đó, nhóm đã chế tạo một chiếc xe hơi so với GTO thông thường. Chính Delorean đã đặt tên cho chiếc xe này theo một tiểu phẩm nổi tiếng trên chương trình truyền hình Rowan và Martin Lapin. The Jack có tiêu chuẩn động cơ Ram E3 360 mã lực. Nhưng người mua cũng có thể lựa chọn Ram EiV 370 mã lực mạnh mẽ hơn. Chiếc hiếm nhất trong số đó là những chiếc mui trần GTO dắt Ram EiV, chỉ có 5 chiếc được chế tạo vào năm 1969. Thực tế nhanh, quảng cáo truyền hình ban đầu cho dắt có sự góp mặt của ban nhạc rock Paul Revere và Radiohead về GTO trên một lòng hồ khô. Theo cuốn sách Pontiac Pizzas của Jim Wenzer và Art Fitzpatrick, ca sĩ chính Mark Lindsay là một anh chàng mê xe hơi và rất yêu thích người phán xử, vì vậy anh đã viết một bài hát về nó. Wenzer tuyên bố quảng cáo này được coi là một trong những video nhạc rock sớm nhất. 16. Copo Camaro 1969. Hệ thống đặt hàng sản xuất tại văn phòng trung tâm Copo của Chevrolet được thiết kế cho việc bán hàng của đội xe. Nó được dự định để chỉ ra hệ thống treo hạng nặng cho xe cảnh sát và nội thất chống ố cho xe taxi. Nhưng các đại lý táo bạo với các mối quan hệ phù hợp, chẳng hạn như Yanko Chevrolet ở Pennsylvania, đã nhận ra rằng Camaros cũng có thể được đặt hàng theo cách này. Và với những mã đặt hàng phù hợp,
đại lý có thể tìm ra một con quái vật thở ra lửa của chiếc Camaro mà Chevy không thực sự muốn bạn sở hữu. Đơn hàng sản xuất 9.561 chỉ định một 427 phân khối lớn V8 có công suất 425 mã lực giống như một chiếc Corvette. Nhưng COPO 9.560 thậm chí còn hiếm hơn được gọi là trừ 1.427 Zloty Ba Lan V8 hoàn toàn bằng nhôm. Mặc dù động cơ này được đánh giá chỉ cao hơn 5 mã lực nhưng mọi người đều biết rằng động cơ dành riêng cho đường đua này mang lại nhiều hơn 550 mã lực. Chỉ có 69 chiếc trừ 1 Zloty Ba Lan Camaro được chế tạo và những chiếc xe này có giá dao động 400.000 đô la Mỹ tại một cuộc đấu giá. Thực tế nhanh động cơ trừ 1.427 Zloty Ba Lan V8 bằng nhôm trong 9.560 COPO Camaro về cơ bản là một động cơ đua. Chevy ban đầu phát triển mô tô 427 này cho đội đua Chaparro để sử dụng trong loạt phim Can-Am. Không có biểu tượng bên ngoài nào trên trừ 1 Zloty Ba Lan Camaro cho bạn biết những gì bên dưới mui xe, chỉ có các huy hiệu Camaro màu vani đơn giản. 17. 1987 Buick GNS. Rất lâu sau khi những chiếc xe cơ bắp V8 phân khối lớn của những năm 1960 và 1970 ra đời, Buick đã mang lại điều kỳ diệu đó vào những năm 1980. Buick GNS, dựa trên Grand National, bản thân nó là phiên bản hot rod của chiếc Coupe Regal, được trang bị động cơ V6 tăng áp mạnh. Gói GNS đã đưa mã lực của Grand National từ 245 lên 276. KN Driver đã thử nghiệm một chiếc vào năm 1987 và ghi lại thời gian từ 0 đến 60 dặm một giờ chỉ trong 4,6 giây, khiến nó trở thành một trong những chiếc xe nhanh nhất trên thị trường. Buick chỉ tạo ra 547 con thú đen này. Nhiều người đã được cất giữ như một khoản đầu tư. Thực tế nhanh, Buick còn sót lại khá nhiều động cơ này khi hãng ngừng sản xuất GNX, vì vậy Pontiac đã chọn động cơ V6 tăng áp và đưa chúng vào phiên bản 1989-20th Anniversary Can-Am. Nó được đánh giá một cách dè dặt ở mức chỉ 250 mã lực, nhưng những người đam mê GM thực sự biết tiềm năng nằm dưới lớp vỏ của chiếc Can-Am đó. 17 chiếc xe cơ bắp tồi tệ nhất của nước Mỹ mà chúng ta vừa khám phá, hy vọng kiến thức này sẽ hữu ích dành cho bạn. Chia sẻ hữu ích nhé!